Con ơi, ngữ pháp của bài 3 là mình sẽ học về là to infinitive ha. Mà to infinitive thì con biết rồi, nó là to be không đó nha. Vậy thì to infinitive này nó sẽ đi sau những cái tính từ. Adjective là những cái tính từ nè, và những cái nouns là những cái danh từ. Vậy thì á, cái dạng to be không này nó sẽ nằm sau một số tính từ nhất định, và nó sẽ nằm sau một số danh từ nhất định. Thì nằm sau tính từ nào, danh từ nào thì con đi con biết là con cũng biết rồi đúng không? Vậy thì cái công thức đầu tiên, cái công thức đầu tiên á thì nó sẽ là có một cái chủ từ nè, xong rồi tới be ha, rồi rồi tới tính từ, rồi tới to be không. Thì những cái tính từ nào mà phía sau đó là to be không đây con, là những cái tính từ như là glad, right, happy, đúng không, lucky, rồi amazing như đây con, amazed, May surprise. surprise như thế nha, amazed, surprise. Ủa, brown nghĩa là brown ở chứ cô? Proud không? Proud là proud of. Proud of gì đó, tự hào về cái gì đó. Còn tôi rất tự hào khi mà có gì đó. Nha, thì con sẽ dùng là proud cộng với là to be không. Vậy thì phía sau proud là of cũng được. Đó. Proud of là mình tự hào về gì đó. Nha. Chút xíu con sẽ gặp từ proud này. Nha, con sẽ gặp từ proud này. Mà đi với cái dạng là to be không thì con sẽ biết là tại tại sao là ngay chỗ đó là to be không chứ không phải là of. Nha. Nha. Determine. Determine là quyết tâm. Nha, determine là quyết tâm. Pleased là what does it mean? Pleased Vui lòng. là vui, hài lòng đúng không con? Sorry là xin lỗi đúng không? Disappointed, tiếc nè, tiếc xin lỗi. Disappointed là thất thất vọng ha. Rồi sad là buồn là con. Afraid là lo sợ. Vậy thì sau những cái tính từ này nè con, sau những cái tính từ này thì con sẽ dùng là động từ thêm to. Ví dụ I'm happy to receive your gift. Chủ từ là ai này con? Rồi, to be là am ha. Rồi tới tính từ là gì con? Tính từ là happy nè. To become là to receive. Tôi rất là vui khi mà nhận món quà của bạn nha. Cứ đầu tiên dễ nhỉ. Thứ hai là con sẽ thấy là now. Now là một cái danh từ. Thì sau những cái danh từ này nha, thì mình sẽ cộng với là to become ha. Vậy là mình chỉ cần nhớ những cái danh từ này là được. À. Ví dụ cô có những cái từ như là advice. What does it mean? Advice. Lời khuyên. Ability. What does it mean? Ability. Dạ, khả năng. Đúng rồi. Ambition. Tham vọng. Tham vọng. Đúng rồi con. Anxiety. Sự lo lắng. Đúng rồi con. Attempt. Nỗ lực. Chance. Cơ hội. Cô đọc cho con nhớ. Như vậy con nhớ trong đầu ha. Decision là gì đây con? Decision. Theo quyết định. Dream. Giấc mơ của cô. Rồi, giấc mơ không? Failure. Thất bại. Had a permission. The permission. À, sự cho phép đúng rồi không? Plan. Đúng rồi. Plan. Kế hoạch. Kế hoạch. Request. Yêu cầu. Wish. Điều ước. Quay là giống như là cái cách đó. Cái cách hướng đi, hướng đi cái cách à. Quay rồi ha. Demand là gì đây con? Demand yêu cầu. Determination là sự quyết tâm đúng rồi con. Determination là sự quyết tâm. Effort, what does it mean? Effort sự nỗ lực. Đúng rồi, sự nỗ lực ha. Offer. Offer là yêu cầu, sự đề nghị. Yêu cầu đề nghị nha. Willingness, sự sẵn lòng. Sẵn lòng đúng rồi con. Rồi. Ví dụ như là I have a determination to pass the exam. Tôi có một cái determination. Là gì con? Determination. Một sự quyết tâm. Tôi có một sự quyết tâm là sẽ đậu cái exam, đậu cái kỳ thi. Đúng rồi, tôi có một cái sự quyết tâm là sẽ đậu cái kỳ thi đó nha. Thì con thấy là phía sau cái từ determination này nó là to become nè. Nha thưa nha. Nha, determination to become. Vậy thì sau những cái danh từ này con thì con sẽ cộng với lại động từ thêm to nhé nha. Chút xíu mình sẽ làm cái bài tập diễn đó, nó hơi khó xíu nha. Rồi bây giờ con áp dụng cái công thức đầu tiên, đó là cái công thức mà tính từ này con, chủ từ là to be, tính từ cộng với to become, để con làm cái bài bài 2 và bài 3 ha. Con ví dụ nha, con nhìn những cái ví dụ là we were happy because we met some interesting people.
Chúng tôi rất là vui bởi vì chúng tôi đã gặp một vài người rất là thú vị nha. Vậy thì con sẽ viết lại cái cấu trúc của mình. Đầu tiên là chủ từ là we nè. Xong rồi tới động từ là to be là were nha. Xong rồi tới tính từ là happy. À, happy ha. Xong rồi cái tới gì đây con? Happy là tính từ đó. Thì tính từ là phía sau của nó là to be không đúng không con? Nha. Đây. Cho nên là con sẽ gì đây? Con sẽ cộng với lại to meet nè. Vậy là we were happy to meet. Chúng tôi rất là vui khi mà gặp một vài người thú vị nha. Rồi, con làm những câu số 1 nha. The little boy was afraid when he jumped into the pool. Rất là sợ nha. Afraid là sợ nên khi mà anh ta nhảy xuống cái hồ đó. Rồi. Vậy thì con sẽ viết lại câu như thế nào đi Thư nha. Yeah, the little boy was afraid to jump into pool. Đúng rồi. Pool. Đúng rồi. The little boy was afraid, right? Was afraid to jump là như thế nào con? To jump là như thế nào? Yeah, nhảy vô cái hồ bơi. Jump đó mình giữ nguyên đi luôn đúng không con? Hả? Dạ. Giữ. Jump bỏ đi. Tại sao phải bỏ đi vậy con? Dạ, tại vì tu phải không? Ta tính từ là tu phải không? Đúng không? À, thế là Sam nó có bỏ đi đâu. The little boy was afraid, right? Was afraid to Sam gì đây con? Sam hả? Sam này mình bỏ đi ra ha? Thôi nha. Tại vì biết sao là afraid là tính từ này con. Sao tính từ là tu phải không? Nha. Là to Sam. Into the pool. May mà cô có ghi hình lại cho mấy bạn xem á, để cho mấy bạn thôi mất bài. Cái điểm ngữ pháp này là quan trọng nè con, tại điểm ngữ pháp của bài 3 là chút xíu vô cái phần looking back á, thì con sẽ thấy lại nha. She's proud that she is the leader of the group. She's proud to the leader of the group. To gì con? To nha. To cộng với không. To the leader. To gì con? Very good. Đúng rồi. Proud là tính từ nè. Sao tính từ sẽ là to với không? Mà động từ với không trong câu này là gì đấy con? Động từ là is nè. Vậy nên mình phải chuyển cái động từ đấy về về nguyên mẫu của nó là be nha. I'm is and thì nó đã chia rồi. Con chuyển về nguyên mẫu của nó là be. Vậy là she is proud to be the leader of the group. Very good. She is brown. Brown is brown. Rồi. To be the leader. Thì con thấy là phía sau brown nè Thư ha. Đó là nếu mà con dùng of á, thì là she is proud of being the leader of the group. Tại vì of nó là giới từ, mà sau giới từ thì nó sẽ là động từ thêm in nha. Nếu mà con dùng proud thì phải là proud of being. Còn nếu mà con dùng to thì con sẽ dùng là proud to be. Nghe thử nha. Cái nào cũng được. Con hiểu không Thư? Dạ hiểu. Ok. Sau giới từ là động từ thêm in. Câu số 3. The students were excited when they heard that they had won the competition. The students were excited to hear that they had won the competition. Very good, very good. Là the one that the student, right? The students were excited. To hear, đúng rồi, to hear that they had won the competition. Đúng rồi. The students were excited. Yeah, excited. Okay, were excited to hear that they had won. Thank you, had won the competition. Competition, thank you. Con hiểu bài rồi đó ha. Rồi, câu số 3, câu số 4.
My mother was very surprised to hear. I would take part in the storytelling contest. Thank you. Câu đọc giùm cô nha. My mother was very surprised. Very surprised. I tried to hear. I would take part in. The storytelling contest. Contest. All right. Thank you. Storytelling contest. Right. Good. Câu số 5, I'm sorry if I may disturb you. Disturb này con biết là gì không? Disturb. Dạ không. Disturb là làm phiền. Yeah. So I'm sorry if I disturb you. If I may disturb you. I'm sorry to disturb you. I disturb you. Right. I'm sorry to disturb you. Tôi xin lỗi vì đã làm phiền bạn nha. Sorry. Cái từ sorry là tính từ thôi. I'm sorry to. Yeah. Disturb. Dễ nha. Ăn gì trời? Ăn gì ngon nha. Dạ đâu có. Con lật sắp. À vậy hả? Các bạn bỏ cô rồi. Các bạn đi học môn khác rồi. Có mình thương được có bỏ cô. Tại vì con sắp xếp thời gian hết rồi cô. Con không có để ai phiền ai. À. Let's see. Rồi, câu số 1. Thầy Thâu, bên thầy Pho dạy ớt là chưa thương? Dạ chưa, vẫn còn dễ ơn. Vậy hả? Mấy đứa có đòi con mau học ớt lại hả? Tao dạ, ở đây con không biết học được. Nhiều cái con không hiểu á, cái con phải hỏi trực tiếp mà trong lúc đó thầy đang giảng bài. Con nghe được. Rồi. Ở đây không học ớt ha, ở đây con học ớt gần nhà chứ gì. Rồi ok. Câu số 3. Làm hai cách luôn hả con? Cái gì con? Con thấy ở đây nó làm hai cách. Con hiểu rồi. Làm hai cách hả? Cô hiểu rồi. Cô hiểu ý con nói. Cho làm đây. Con làm được cô. Con đọc. Nghe vậy. Khoan để cô hướng dẫn cho mấy bạn nghe luôn nha. Để cô xem coi. Combine the sentences là con kết hợp hai câu này lại. Con sử dụng là two infinitives. Với là con kết hợp hai câu này lại. Con sử dụng là two với không á. Vậy thì ví dụ câu đầu tiên là all of us want to visit the citadel. It's interesting, right? All of us, tất cả chúng tôi đều muốn tham quan cái citadel đó. Citadel là cái kinh thành. Nó rất là thú vị nha. Vậy thì con sẽ viết lại theo cái cấu trúc này nè. Hồi nãy đó, chủ từ là is nè. Động từ to be là is nè. Tính từ là interesting. Thế cộng với là to be. Ở đây nó có gì đây con? Ở đây nó có thêm cái là for nữa. For all of us. Cái là for cũng như một cái tốt từ. Nhưng mà có cũng được, không có cũng được. Nha. Rồi. Vậy thì ở đây mình có cần thêm vô không ta? Mình thêm vô. Vậy hả? Mình thêm vô xíu đi. Nhiều khi á. Mình để trong dấu mặt. For cũng như một cái tốt từ. Cũng như là to hay không? Nha. Vậy thì nha, chủ từ to be nè, tính từ cộng với for tức từ có cũng được không có cũng được nha. Rồi cộng với lại to be không. Vậy là it is interesting for all of us, cho tất cả các chúng tôi visit the Huế Citadel. Dễ ha. Rồi. Là don't bring your umbrella with you. Đừng có mang theo cái dù với bạn nha. It is unnecessary. Gọi là nó thì nó không có cần thiết. Vậy thì it is unnecessary. Tính từ này con. Sao tính từ nó sẽ là to become or to bring your umbrella with you. Dễ mà. So number one, don't expect that everybody will
understand you is unreasonable. It's unreasonable to understand you. Đúng rồi con. To understand you. Ai, phải không nha? It's unreasonable. It's unreasonable to expect that everybody will understand you. Oh, đúng rồi. It's unreasonable to expect. Con ha. To expect được rằng đó hoặc là vô lý khi mà con trông đợi là mọi người sẽ hiểu con như vậy. Tại vì mình cũng chưa hiểu nổi mình. Rồi. Đôi lúc mình còn chưa hiểu nổi mình đấy hả Thư nha. Dạ. Con thấy con hiểu rõ bản thân con không? Con không biết. Nhiều lúc mình không biết mình muốn gì. À, nhiều lúc không biết mình muốn gì. Ví dụ như là gì ta? Ví dụ như là con không biết con muốn gì. Có bao giờ con cảm thấy là mình lúc đó mình không biết mình muốn gì luôn? Yeah. Unreasonable. Nhưng mà ngày càng lớn con cứ yên tâm đi, ngày càng lớn thì con sẽ ngày càng biết là mình muốn cái gì, thời điểm nào mình cần cái gì, kiểu vậy. To expect, unreasonable to expect that everybody will understand you. Number two, that we can't guess what will happen is impossible. It's impossible to guess what will happen. All right. What does it mean? Is impossible? Nó không thể không thể đoán được là cái gì sẽ xảy đến. What will Number three. Everyone can learn some simple sentences in English. Such as how are you or thank you is easy. It's easy to learn some simple sentences in English, such as how are you or thank you. Okay. Bắt đầu lại dùng câu nha. It's easy. It's easy to learn. Learn some simple sentences. Some simple sentences in English, such as in English, such as how are you? Câu hỏi. Or thank you. How are you? How are you? Are you or thank you? Right. Yeah. Thank you. Thầy còn biết cái vụ mà bùng dịch vậy Thư? Dạ con thấy ở trên mạng đăng quá trời luôn á con. Đâu đâu con có điện thoại con gửi giùm cô xem chứ Thư. Cô nghe bạn kiểu như dạ, cô dạ, nói. Nhưng mà cô không có chưa có biết cái chỗ nào á. Nó gần mình không ta? Nó gần chỗ. Nó có gần chỗ con không? Đường Trần Bình Trọng là gần chỗ con của cô. Trần Bình Trọng. Cái chỗ mà quẹo từ đường 3/2 quẹo qua Vincom Xuân Khánh á, chỗ trường nghề á, trường sao ta, trường giáo dục thường xuyên á. Ủa là cái đường đó đó hả? Cái đường quẹo qua Vincom Xuân Khánh. Ủa đó đường Trần Văn Hoài chứ ta. Cái Trần Văn Hoài mà. Trường Bình Trọng thì chắc không phải rồi, ở đâu á không nhớ nữa. Con nhớ Trần Bình Trọng là con lộn rồi. Cái đường mà nó xem đối diện cái bệnh viện tim mạch ở trên đường Trần Hưng Đạo không? Trần Nhân Hoài mới là lead you cái Vincom Xuân Khánh. Cũng xa xa, cũng không gần lắm. Ủa vậy nó đâu gần con đâu, con ở đường con ở 91B mà. Dạ đúng rồi, vậy là con lộn. Mà nó gần nhà nội con. Nhưng gần nhà nội con. Rồi. Bùng nhiều không ta? Mấy ca ta? Con không biết mười mấy ca á con. Ôi trời ơi, dữ vậy? Ủa gì? Cái gì mà dữ vậy? Dạ. Bữa hết hẻm 70 xong bây giờ tới cái đường đó. Chán thật. Hẻm 70 là đường nào ta?
Hẻm 50 vậy, đường à, trung não chắc cô. nào rồi 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 cô biết rồi, cô biết hẻm 50 à, biết rồi. Rồi khỏi nhưng mà nhiễm mười mấy ca với vậy ta. Ủa cái đó là có nguồn lây Chưa cái gì con, chắc trên tỉnh xuống đó cô. à nhưng mà người ta phát hiện kịp á, may là người ta phát hiện kịp nó lây mất chưa chưa kịp làm gì con. Chưa kịp đi chơi nhiều. Con còn đang tính đi ăn đô kê nữa. Tại vì mấy đấy không đi ăn đô kê. Ủa mấy cái đó nó mở lại hết rồi hả? Nó mở rồi cô. Ủa? Ủa được bán tại chỗ hả ta? Chứ không phải bán mang về hả ta? Dạ được gửi chỉ thị rồi. Nhưng mà kiểu như là vẫn còn dịch á. Kiểu tiểu thương là sống chung với dịch á. Nên nếu mà bây giờ mà nếu mà cách ly. Ủa cái gì chỉ thị lại là uncut. Unshit. Ờ, nếu mà dữ quá thì chắc là phải chỉ thị lại đó. Sợ chưa à? Rồi, sao ta quên này, tới câu mấy rồi ta? Câu số 4. You should take a map with you when traveling in a foreign country is necessary. It's necessary to take a map with you when traveling in a foreign country. Là it necessary to take a map with you, right? Đọc lại giùm cô nhé. It is necessary To to take a map take a map with with you you when when traveling in okay when traveling foreign country. traveling to hoặc là có to hoặc Traveling in a traveling in a foreign foreign country. In dạ đúng rồi. Yeah, thank you. Trời đi nước ngoài mà đem cái map theo mà trời đi nước ngoài ta không biết gì luôn. Ai mà đi nước ngoài mà đem cái bản đồ theo là cũng dữ lắm rồi nha. Đi nước ngoài ai chở đi đâu đi đó. Rồi. Dạ đúng rồi đó cô, kiểu là nước là cái Cái. Okay. mình nhìn đâu cũng là nó giống nhau chứ. Bây giờ mình nhìn map mình mà mình còn nhìn chưa xong nữa đi theo nước ngoài mình nhìn map dữ. You can finish the project on your own if possible. It's possible to finish the project on your own. Okay, it's possible. Possible to you finish the project. The project on your own. On your own. Oh. Okay, rồi. Bây giờ nãy giờ nãy giờ làm dễ quá ha. Giờ làm số bài này mới khó nè. Rồi, number 4. Bài này mới khó. Đây là con dùng cái công thức số 2 đó là dùng với công thức là danh từ nha. Mà vì không phải là người ta cho sẵn mình làm đâu con, mình sẽ tự suy nghĩ ra. Vậy hơi khó xíu. Ở cô đi ăn quán nào vậy Thư? Dạ bữa con đi ăn dịp tóc cao với nhà con, xong rồi con đi chơi với bạn con. Dữ ta ăn ăn gì đó giao là ở trên cái hẻm hẻm một đường đường đi thì dạ đúng rồi chỗ đó là nổi tiếng Quỳnh Châu của Quỳnh Châu Quỳnh Giao gì không á. Hình như là cái đó là nguyên cái hẻm mà nấu vịt nấu chao vịt nấu đúng chao xuất nguyên sắc hẻm. luôn đó, con ăn đó là từ nhỏ giờ. Thích nha. Rồi tiếp theo con câu số 4. Ăn từ nhỏ tới giờ luôn hả? Mà chỗ đó cô thấy có nhiều quán quá ha. Như cô thấy nó có nhiều quán kia. Không biết ăn quán nào. Hình như cái quán mà có cái vàng hoa ở trên là cái quán đó là nổi tiếng nhất hay sao ha. Cái quán của con ăn nó có cái vàng hoa ở trên không? Ví dụ trên nó làm cái máng trên trên máy hiên vậy đó, nó hoa nhất trơn. Ăn quán đó đó hả? Còn cô Quán nhớ của là bạn đó cô quán cái là quán đắt. vậy đó hả? Cái quán nào mà có hình ca sĩ nhấp chân vậy đó, hình ca sĩ nghệ sĩ nhấp chân treo trên tường tại quán đó không Con ta? không nhớ quán mà ngoài trời chỗ đó bán cũng được cô.
Trời ơi, chỉ thị cho mà cô không biết gì chứ. Cô ở trong nhà mà cô cũng như bình thường, cũng giống như chỉ thị chứ. Nhà cô mà mở cửa cũng giống như là kiểu như là dù coi không có chỉ thị chứ, không có chỉ thị nó cũng giống nhau mà. Lâu lâu thì có mấy bé lại, lâu lâu thì có bé này biết ghi lại học gì đó. Lại ốp được thì lại đó con. Thì còn còn như không thì như bình thường. Kiểu mất cười lắm. Bây giờ mà có chỉ thị hay không có chỉ thị gì cũng vậy. Câu số 1 con. You are not ill, so you don't have to stay in bed. Khoan, để cô giới thiệu cái ví dụ trước nha. She knows how to solve the problem. Vậy là cô ta biết cách để mà giải quyết cái vấn đề này, đúng không? Biết cách để giải quyết. Vậy thì con lấy cho con cái từ quay gì nè. Con sẽ biến đổi cái câu này như thế nào đó. Mà con sẽ sử dụng cái từ quay này. Tại vì quay này nó là danh từ nè. À, đó là danh từ. Vậy thì sau danh từ, sau một số danh từ mà nãy mình ghi đó, thì con sẽ dùng là to become nha. Cho nên là sẽ viết lại theo cái cấu trúc là she knows the way nha, to solve the problem. Vậy là cô ta biết cách để mà giải quyết cái vấn đề này nha. Vậy là con phải viết lại theo như cái từ trong mặt mà người ta cho nha. Và sau những cái danh từ này đó là gì? Là to become nha. Supply, permission, decision, ability hay là need gì đó, thì con sẽ dùng là to become nha. Câu số con làm đúng không cô? You are not ill, so you don't have to stay in bed. Bạn không có bị bệnh đâu, vì thế bạn không có không có phải lên giường đâu nha. Yeah, you are not ill, so you don't need to stay in bed. Con dùng từ need sao đúng? Con dùng từ need là you don't need to stay in bed. Nhưng mà nếu con dùng là don't need thì need nó chưa phải là danh từ. Using the nouns giống như là dùng những cái danh từ. Vậy là mình phải biến đổi theo cái cách nào đó mà cái từ need này nó là danh từ. Need này nó vừa là động từ, nó vừa là danh từ. Need định đó cô. Need định thì nó cũng là động từ thôi con. Danh từ thì mình như thế nào đây ta? Không cần thiết, kiểu như không cần để mà bạn ở trên giường. Không cần. Trong IELTS writing có hay có cái cụm từ này không cần needed needed không cái từ y chang này đúng không cái từ need y chang này đúng không à cố dẫn nha con này hơi khó xíu dạ cố dẫn there is no need there is no need. There is no need là không cần đúng không? Mình có cái cụm từ là there is no need. Right. Thì bây giờ nếu mà need này nó nằm sau no thì nó là danh từ. Nha. Và như là there is no need. Vậy đây con. To stay in bed. To stay in bed. À, nó có cái for nữa con ơi. Nói chung là nó có for nữa. For you nữa nó mới đủ nha. For you. Tại vì nãy mình nói là sau tính từ thì nó có là for cộng với tính từ nữa thì sau danh từ cũng như vậy. Tại vì cái câu này con nói là nếu mà there is no need to stay in bed vậy thì ai đúng không? Nó bị thiếu rồi cái chỗ là ai rồi nha. Cho nên là con sẽ nói là there is no need for you cộng với tới là to gì đây con? To stay in bed. Thì thôi, con thấy là ví dụ mà con dịch cái câu đó sau khi mà mình làm xong rồi mình dịch cái câu đó lại á thì mình thấy nó bị thiếu thiếu cái gì đó nha, thì con thêm vô cái for này. Number two, my teacher is able to make complicated things easy to understand. Là giáo viên của tôi be able to lead đó, is able to. Is able to. Có thể làm một cái cuộc thi. Nó là một cái complicated là phức tạp đó hả? Làm cho những cái thứ phức tạp nó trở nên easy. Complicated. Complicated, right. Phức tạp. Làm những thứ phức tạp. Sự thật luôn luôn đơn giản. Sự thật là luôn luôn đơn giản mà people make it complicated. Rồi, complicated đó ha. Không biết qua bển làm gì ta, học và du học hay gì đó. Làm này làm kia hả? Chứ không phải đi học hả ta? Nhưng phải đâu đi học. Biết.
Ủa Chibu, Chibu cô ảnh làm gì cô? Cô cũng đâu biết đâu, cô không phải kiểu cũng không có phải fan đó. Chào chị Nhã nha. Chị Nhã. Kìa. Ủa sao hôm nay có ba người? Phần còn lại của Nhã. Ủa gì vậy? Gì vậy? Mới vô luôn, mới vô là còn bỡ ngỡ coi. Ừ, con ơi có gì con xem lại cái video này nha, cái phút trước cô có dạy lý thuyết nha. Ừ. Học học thì thôi 6:30 xong hết không? Dạ, 15. Thầy nên nói thì dán miếng đi. Rồi 6:15, học từ mấy giờ mà tới 6:15 ngủ vậy ta? Dạ. Hình như là 45 hay gì. Lúc đó con ai ngủ không có điện. Trời đất ơi. Vậy luôn á. Rồi. Câu số đâu rồi, đặt câu số 2. Dùng danh từ nha con. Nói chung là gì nè, Nhã mới vô thì cô hướng dẫn lại chút chút. Là ngay chỗ này là con sẽ có những cái danh từ như là need nè, ability, decision, permission hoặc là want. Thì sau những cái danh từ này con, nó sẽ là to phải không? Tại vì đây là những cái danh từ mà phía sau của nó sẽ là động từ thêm to á, to phải không? Thì hồi nãy cô với bạn Thư mới làm một cái câu là there's no need for you to stay in bed. There's no need là nó không cần, no need là không cần cho bạn để mà ở làm gì, ở trên giường nha. Vậy thì sau cái need này thì con thấy nó là gì đây con? Nó là to be, nó là to be không. Còn cái for you này thêm vào để mà nó rõ nghĩa hơn thôi nha, là ý là nói bạn kiểu như bạn không có thường cần thiết để ở trên giường nha. Tiếp theo là con làm cái từ là ability. Đó. Ability thì nó có nghĩa là gì đây con? Ability, khả năng, đúng rồi. Vậy là khả năng gì đó, đúng không? Khả năng. Và sau ability này nó sẽ là to be không. Nha. Rồi, vậy con biết lại như thế nào đây? The teacher, giáo viên thì có khả năng make complicated things, làm những thứ phức tạp, nha. Trở nên dễ hiểu hơn. Rồi, vậy là con viết lại cái từ ability như thế nào đi? Có nghĩa là đây là ability to be. Nhưng mà the ability to thì sao? The ability thôi, nó đâu đủ. The ability to nó chưa đủ được. Ai con? Ai có khả năng gì đó? Ai đó có khả năng gì? The ability of my teacher to make. The ability of my teacher to make động từ đâu con? Một câu thì nó sẽ có chủ từ, nó sẽ có động từ. Vậy là giáo viên của tôi có khả năng làm cho mọi thứ. My teacher has the ability to make. Very good. Hiểu rồi, đã có hiểu bài rồi. My teacher has the ability. Ủa anh Quân đâu mất tiêu rồi ta? Ủa tan rồi mà. Hey, yeah, hello. Rồi luôn. To make gì được không? To make. Complicated things. Easy, right? Easy to understand. Rồi, câu số 3 nha. Nhã ơi, gắn theo nha con. Tại vì cái này nó liên quan tới cái phần trước tí xíu. That he decided to take part in the contest surprised all of us. Okay. That's cái điều con, cái điều mà anh ta làm gì, anh ta quyết định nè. Để mà take part in the contest, để tham gia vào cái cuộc thi đó con. He surprised all of us. Như làm ngạc nhiên tất cả các chúng tôi. Gọi là ngạc nhiên tất cả chúng tôi nha. Rồi. Rồi. Vậy là con sẽ viết lại câu này như thế nào. Cái điều mà anh ta quyết định đó, tham gia vào cái cuộc thi đó làm ngạc nhiên tất cả các chúng tôi. Decision là gì đây con? Decision. Sự quyết định của ai con? Nguyên câu đúng không con? Ừ.
that he decided to take part in. Đừng đúng đâu. Cái sự quyết định của ai thôi nha, sự quyết định của anh ấy, sự quyết định của anh ấy để mà tham gia cái cuộc thi đó thì làm ngạc nhiên tất cả cho chúng con. Cho nên là chắc không dùng từ đáp nữa, mà con dùng là sự quyết định của anh ấy. Vậy con sẽ nói sao? Sự quyết định của anh ấy. His gì đây con? His decision. Đúng rồi, his decision. Thì là his decision. Sao decision là to become? To take part in. To take part in the contest of all of us. Thank you. Thì là his decision. His decision. Ở bài này trong trường học chưa con? Hình như rồi á cô. Mới sáng. Đó con. Mới học ngày sáng luôn á cô. Đúng chừng. Sao vậy? Kiểu nó bị đổi, con dễ bị lộn chỗ tính từ động từ cái kiểu mà nó cứ đụng lum lá chân. Đúng rồi, cái này là con phải dịch nghĩa rồi đấy. Nói chung là mấy cái này là mình phải viết lại câu, mà kiểu như mình phải tự viết lại câu với lại một câu khác á, bởi vì nó hơi khó tí xíu ha. Mình phải sắp xếp cái nào chủ từ, cái nào động từ, cái nào tính từ nè. Thì con nhìn đây nè, cái chủ từ của mình sẽ là his decision to take part in a contest, win cái cụm từ này luôn, cái sự quyết định mà tham gia vào cái cuộc thi đó của anh ta, nó làm chủ từ. Động từ nó sẽ là surprise, là làm ngạc nhiên nè. Tốt từ sẽ là all of us, là tất cả chúng con. Chủ từ, động từ, tốt từ. Câu số 4. I was not allowed to go to the party. Là tôi không có được cho phép nè. Tôi không có được cho phép để đi đến cái buổi tiệc đó. Nó cho con là cái từ permission là gì vậy? Permission. Mục tiêu. Determination mới là quyết tâm. Permission. Permission là gì con? Sự cho phép. Đúng rồi, sự cho phép. Nghĩa là I was not allowed to, là tôi không có được cho phép để mà đi đến cái buổi tiệc đó. Vậy thì nó cho con cái từ permission là sự cho phép. Vậy là tôi như thế nào? Tôi gì đó, tôi sự cho phép. Đúng rồi, tôi không có cái sự cho phép. Tôi không có sự cho phép. Vậy thì mình viết lại. I don't have permission to. I don't have, gần đúng rồi con. Đây là thì gì? I was not. I didn't have. I didn't have, nhìn thấy không? I didn't have. Không có. Permission. Very good. I didn't have a permission. Very good. I didn't have permission to read it. Yeah, to go to the party. Yeah, to go to the party. Yeah, hiểu không nhỉ? Yeah, hiểu. Permission, không cho permission. I don't have permission. Là tôi không có cái sự cho phép này con. Nào, ở đây con dùng didn't, tại vì đây là từ quá khứ nha. Yeah, I didn't have permission to go to the party. Nào, câu số 5 nha. I didn't know that they were going to Nha Trang for the summer holidays. Tôi không có biết á là họ đã were going to, là họ sắp sửa ha đi Nha Trang vào cái kỳ nghỉ mùa hè. Nào. Nó cho con cái từ plan là kế hoạch này con. Danh từ là kế hoạch. I don't have any plan to go to Nha Trang for the summer holiday. Phải không nha? I didn't know that. Tôi không biết là họ sắp sửa đến Nha Trang. Đi Nha Trang. I didn't plan. Tôi không có dự định đó con. Phải không nha? Tôi không biết họ có kế hoạch đi du lịch chứ. Thì họ chuẩn bị đi mà. Thì không có liên quan tới tôi. I didn't know that they had. They had, đúng rồi, they had.
plan. A plan. A plan to go to Nha Trang for summer holidays. Thank you. Đúng rồi. I didn't know. Là thì quá khứ là con. I didn't know that. Tôi không biết là. Đây gì đây con? Plan là kế hoạch đúng không? Mình nói là họ có kế hoạch. Họ đã có kế hoạch. Thì mình dùng cái từ have đó. Có là have. Nhưng mà đây là thì quá khứ nè. Cho nên là mình sẽ đưa về thành là had. Thì là I didn't know that they had a plan. Chỉ như là plan. I didn't know that they have a plan. Plan gì đây con? To plan to go to Nha Trang. For gì đây? For the summer holiday. For the summer holiday. Thank you. Nhớ ơi, nhớ hiểu con này không con? Dạ hiểu. Rồi, ok. Holiday. Đây là dạng thi sorry cái dạng trắc nghiệm mà kiểm tra của con, kiểm tra mà có trắc nghiệm chắc chắn là nó sẽ có dạng này. Còn cái dạng tính thử thì nó quá dễ nha. Cô nhắc lại cho Nhã luôn nha. Rồi. Nhã chụp màn hình lại đi con. Cái chỗ này nãy giờ cô với Hương học nè. Vậy thì cái dạng này, cái bài này mục đích là mình sẽ học về cái động từ là to become đó. Nó sẽ nằm sau những cái tính từ và nó sẽ nằm sau một số cái danh từ nha. Mình sẽ có cái công thức là chủ từ nè, to be tính từ, for cộng với tính từ đúng không? Có cũng được, không có cũng được. Và phía sau của nó sẽ là to become nha. Ví dụ như là I'm happy to receive your gift. Chủ từ là I nè, to be nè, là am nè đúng không? Tính từ sẽ là happy nè con. For thì không có, for someone thì không có. To receive là nhận nha. Tôi rất vui khi mà nhận món quà từ này. Vậy thì tính từ ở đây nó là những cái tính từ này nè. Cô cho một số cái tính từ ở đây nha. Còn danh từ thì sao? Một số danh từ đó con. Một số danh từ thì phía sau của nó cũng là to become luôn. Thì đó là những cái danh từ ở đây nha. Rồi. Nhẹ chụp lại chưa con? Chụp chụp lại. Thì mình sẽ nãy giờ là làm cái dạng này quá dễ luôn á. Cái dạng này rất dễ luôn nha. Rồi còn cái dạng này thì nó hơi khó chứ. Rồi bây giờ nha. Cô kéo lại cái phần looking back cho con xem là cái ngữ pháp bài này nha. Là làm cái gì đó đó. Rồi. Ok. Rồi, con làm cái dạng này giùm cô nha. Con làm từ câu 1 tới câu 10 giùm cô ha. Thứ ơi, con thảo luận chung với Nhã, con làm với Nhã cái câu số 1 từ 1 tới câu 10 giùm cô nha. Bài này mình sẽ kết hợp hai câu lại đó con. Mình sử dụng là to become giống như là nãy mình làm vậy đó nha. Nhã Thư. Rồi cô giao nhiệm vụ này cho cô giáo Thư nha. Cô giáo Thư ví dụ như là Dennis received a letter from his mother. He was very happy. He was happy. David nhận lá thư từ mẹ mà ta rất là vui. Thì con sẽ viết lại là Davis, right? David tiếng đầu tiên nè. David was happy to receive vậy đó. Dễ mà. Trời cái dạng này làm mòn hết trơn. Bây giờ looking back nha. Cô giáo Thư chứ. Thư dạy nha. Looking back. Nói anh Quân ổng vô luôn rồi ha Nhã ha. Nó nhà luôn rồi, nó ngủ luôn rồi. Rồi. Môn toán hả con? Môn toán có 3 người à, dễ muốn chết vậy. Dễ đổ muốn chết vậy. Dạ không, dạo nãy vô thêm 2 người nữa. Vui lắm. Vậy là 5 hả con? 5 người. Dạ. Rồi, let's see. Ôi, chữ kin nó có kin chu quá cô. Kin ở kin nó cũng là tính từ con. Kin cũng là tính từ luôn. Exercise 1 này. Exercise 1. Okay. Câu số 1. Rồi, sau đây nó học tự động ta. Rồi, exercise 1, câu số 1. Rồi, hồi nãy cũng nói gì ta? David was happy đúng không ta? David was happy to receive nè. Yeah. Con nhìn lại cái công thức dùng con ha. To receive gì ta? A letter from his mother.
a letter from his mother. À, đây là chủ thư này không? I'm happy to read. Đó là gì vậy? And David là con chủ từ nè, tới động từ to be là the words nè, tính từ nè. Sao tính từ là to phải không á nhỉ ơi? Mình học cái công thức hồi nãy là sao tính từ là to phải không đó nè. Thì là to receive nha. David thì rất là vui khi mà nhận được một lá thư từ bạn nha. Rồi, câu số 2 luôn. Rồi, câu số 2 luôn nha. Bây giờ con mở cái file này con đánh giùm cô được không? Mở cái file này xong rồi mỗi bạn làm để coi còn câu 2 tới câu 2 tới 10 hả? Mỗi bạn làm 5 câu, 4 5 câu gì đó, được không? Làm cho vui. Vậy đi ha. Hay là làm trước, thảo luận trước rồi hồi sửa giúp cô. Sao nè, sao thư? Nhẹ. Yeah. Rồi thôi, vậy cô gửi cái link này nha, đánh máy cho nó vui nha. Chứ ngồi ok. Cô làm xong rồi. Máy tính con nó không mở lên cô ơi. Không mới lên hả? Vậy thôi con đọc cho Nhã đánh. Được không Nhã? Dạ. Rồi ok. Rồi tụi con làm bài nha. Cái link đó con giữ không? Để con gửi cái link lại nha. Dễ mà. Để cho Nhã mới vô kìa. Để cho Nhã làm với kiểu mới học toán xong rồi bị quen men hả Nhã? Dạ. Lú nhiều lắm cô. Tao học toán mà lú hoài vậy con. Tại nó lạ lắm. Nó lạ lắm hả? Nó lạ ăn sao ta? Cái gì nó lạ ăn sao? Không phải. Thấy ai cũng tính là được chứ. Còn con mình con nó bị vô nghiệm. Con bị lú á con. Tự nhiên ai cũng nói cái này bao nhiêu điểm. Ủa con còn chưa biết gì luôn. Rồi cô gửi cái link rồi đó nha con. Cô gửi cái link cho con rồi đó. Con vô đó làm ghi đáp án trong đó nha. Rồi, con sẽ đi coffee nước. Okay. Rồi, let's see.